Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học này. Và bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ dạy các bạn một cái bài học, đó là chúng ta cần phải tránh những cái sản phẩm nào khi mà chúng ta tiếp thị trên Clickbank. Tôi không muốn các bạn bắt đầu kiếm tiền với Clickbank với những sai lầm. Và chính vì vậy mà tôi đã làm ra cái bài giảng này để mà giúp các bạn tránh những sai lầm đó. Đầu tiên thì đừng bao giờ các bạn tiếp thị những cái sản phẩm Forex Trading. Bởi vì đây là những cái sản phẩm mà theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì nó có một cái tỷ lệ refund rất là cao ở trên thị trường Clickbank. Dù bạn có thể kiếm tiền được ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm sau ấy, thì cái khả năng mà cái sản phẩm được hoàn trả rất là lớn. Và bạn sẽ đi mất đi cái số tiền mà bạn đã kiếm được ngày hôm nay. Điều thứ hai đó là các bạn đừng bao giờ tiếp thị những cái sản phẩm mà trên đó, trên cái trang Sellpage ấy, nó có hiển thị những cái quảng cáo hay những cái đường link khác. Nào bây giờ chúng ta hãy xem cái sản phẩm này. Đây là một cái trang Sellpage của một cái sản phẩm Blue Sky. Và trên đây thì các bạn có thể thấy rằng nó có rất nhiều những cái đường link khác nhau, hướng người dùng đến những cái địa chỉ khác nhau. Và cái những cái trang web mà kiểu bán hàng kiểu như thế này ấy, thì nó không tập trung khách hàng vào một cái mục tiêu duy nhất, đó là mua hàng. Nó có quá nhiều những cái đường link khác nhau, quá nhiều những cái menu khác nhau. Những cái thanh menu ở bên phía trên, rồi thậm chí là những cái đường link ở phía tay trái cũng có nữa. Vâng, và với một cái trang bán hàng như thế này thì nó có một cái tỷ lệ chuyển đổi là không tốt lắm cho với cái phương pháp của chúng ta. Khi mà chúng ta sử dụng cái quảng cáo trả phí thì chúng ta muốn khách hàng phải đi theo một cái sợi chỉ xuyên tâm. Họ đến quảng cáo và họ tới một cái trang bán hàng, nó chỉ có một cái nút duy nhất, đó là nút mua hàng mà thôi. Cho nên chúng ta không nên lựa chọn những cái trang web kiểu như thế này, những cái trang bán hàng kiểu như thế này. Ok. Thứ ba, đừng bao giờ lựa chọn thúc đẩy những cái sản phẩm mà nó không có những cái công cụ affiliate kèm theo. Ví dụ như những cái email của vendor dành cho bạn, những cái từ khóa mà vendor đã làm cho bạn, hay những cái công cụ banner mà vendor đã làm cho bạn, vân vân. Có rất nhiều các cái công cụ hỗ trợ affiliate khác nhau. Nhưng bạn chỉ nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có những cái công cụ đó hỗ trợ mà thôi. Tôi sẽ ví dụ cho các bạn thấy ở trong cái mục Marketplace ở đây. Ở trong những cái sản phẩm nào cũng vậy ấy, thì sẽ có những sản phẩm nó cho bạn những cái đường link hỗ trợ affiliate, và có những cái sản phẩm thì nó không cho. Bạn có thể lựa chọn vào cái dấu tích vào đây, Must Have và Affiliate Toolpage, để mà lọc ra những cái sản phẩm mà nó có cái trang hỗ trợ affiliate. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cái trang này, những cái đường link này ở trên dưới mỗi cái sản phẩm Clickbank. Đó, đây chính là cái đường link mà dẫn tới trang hỗ trợ affiliate của vendor. Những công cụ này sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong cái quá trình các bạn bán hàng trên Clickbank. Ví dụ như Hasban No More chẳng hạn, gạch chéo affiliate. Đây, tôi đã vào cái trang đây. Đó, có trang hỗ trợ này thì tôi sẽ biết được rằng tôi đang thúc đẩy cái sản phẩm là cái sản phẩm gì. Rồi tôi có những cái công cụ để checking cái chuyển đổi của tôi. Rồi tôi có những cái công cụ khác, rất nhiều các cái công cụ khác nhau để mà tôi có thể tiếp thị cái sản phẩm này một cách dễ dàng hơn. Ở đây như là tôi có những cái, nó cho tôi sẵn những cái đoạn email rồi. Những cái đoạn email, những cái bài viết sẵn, rồi thậm chí là những cái ebook cover, những cái banner quảng cáo, rồi solo email, hay thậm chí những cái từ khóa khác nhau nữa họ đã giúp tôi. Rồi những mẫu quảng cáo nữa, tôi không phải nghĩ ra những cái gì cả. Tôi tận dụng vào những cái công cụ này để mà tôi áp dụng cho những chiến dịch của tôi rất đơn giản, rất dễ dàng. Khi mà bạn lựa chọn những sản phẩm như này, bạn chỉ có với cái việc đó là copy và paste mà thôi. Nếu bạn lựa chọn những cái sản phẩm mà nó không có những cái công cụ affiliate này thì bạn sẽ phải tốn thời gian hơn nhiều. Tôi muốn bạn bắt đầu chiến dịch đầu tiên của bạn trên Clickbank bằng cách sử dụng những cái sản phẩm mà nó phải có cái trang hỗ trợ affiliate như thế này. Ok, đó là ba cái điều quan trọng mà tôi muốn các bạn hãy take note lại, hãy ghi ra giấy và hãy cố gắng nhớ lại những cái điều này. Vâng, hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, thoải mái với cái video này. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.